Làm sạch da là một trong những bước quan trọng để có làn da khỏe đẹp. Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, hàng loạt các thiết bị hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp ra đời và máy rửa mặt là một trong số đó. Trên thị trường hiện tại đã có rất nhiều sản phẩm máy rửa mặt nhưng Forceo Luna 3 dường như là một trong những sản phẩm được phái đẹp ưa chuộng nhất. Lý do tại sao thì hãy theo dõi bản tin này nhé. 1. Thương hiệu Forceo Luna 3 là sản phẩm máy rửa mặt đến từ Forceo. Đây là một thương hiệu vốn nổi tiếng với các thiết bị làm đẹp cao cấp của Thụy Điển, ra đời vào năm 2013. Chỉ trong vòng 6 năm phát triển, Forceo đã không ngừng lớn mạnh với đội ngũ nhân viên lên đến 3.000 và hơn 20 triệu sản phẩm đã tiếp cận với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Sự thành công của Forceo đến từ đâu? Những sản phẩm của họ, đặc biệt là Forceo Luna 3 có lợi thế gì khác biệt mà gây được sức hút lớn đến vậy? 2. Thiết kế. Sản phẩm được đặt trong hộp nhựa cứng trong suốt tạo cảm giác chắc chắn và không kém phần sang trọng. Khác với các dòng máy tiền nhiệm, Forceo Luna 3 được gia tăng diện tích phần gai lên đến 30%, chiều dài và độ mịn của các gai silicone cũng được cải thiện đáng kể. Máy rửa mặt Forceo Luna 3 được thiết kế nguyên khối liền mạch, nhờ vậy mà nó có khả năng chống nước hiệu quả, kích thước gọn nhẹ, dễ cầm nắm khi sử dụng. Nút nguồn của máy rửa mặt Forceo Luna 3 được đặt ở phần thân sau. Khác với các sản phẩm trước đó, ở phiên bản lần này, Forceo đã lược bỏ hai nút điều chỉnh độ rung và người dùng có thể sử dụng app để điều chỉnh. Sản phẩm này có 3 màu, hồng, tím và xanh được thiết kế đầu gai khác nhau, dùng cho các loại da khác nhau. Trong đó, màu hồng phù hợp với da thường, màu tím sử dụng cho da nhạy cảm và màu xanh thích hợp với da hỗn hợp. 3. Cấu tạo. Nhà sản xuất đã thực hiện nhiều cải tiến trên máy rửa mặt Forceo Luna 3 nhằm mang tới trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Diện tích đầu cọ được mở rộng, phủ gần hết mặt trước của máy thay vì chỉ nửa mặt như các phiên bản cũ. Đầu cọ silicone có tuổi thọ cao, độ ổn định kéo dài suốt 10 năm. Trong quá trình sử dụng bạn sẽ không phải lo lắng chúng bị xơ cứng, làm tổn thương da. So với phiên bản tiền nhiệm Forceo Luna 2, Forceo Luna 3 có lông cọ dài hơn 30% và mềm hơn 20%. Máy có đến 16 chế độ rung khác nhau, vì vậy bạn sẽ dễ dàng tìm được mức rung phù hợp và thoải mái nhất với mình. 4. Công dụng. Nhờ sóng âm Tesonic, máy có khả năng làm sạch sâu, giúp loại bỏ hầu hết các bụi bẩn, dầu thừa tích tụ trên da. Massage da mặt nhẹ nhàng, ngăn chặn sớm các nguy cơ gây lão hóa và khiến da chảy xệ. Đồng thời sử dụng Forceo Luna 3 sau một thời gian bạn sẽ thấy các nếp nhăn mờ đi trông thấy. Khi sử dụng lâu dài, cải thiện rõ rệt tình trạng mụn trên da. Độ rung của máy sẽ tác động sâu khiến máu lưu thông tốt hơn, giúp da trở nên hồng hào, chắc khỏe. Chất liệu silicone được kiểm định an toàn cho da, không gây dị ứng hay kích ứng ngoài ý muốn. 5. Ưu nhược điểm, ưu điểm. Máy rửa mặt Forceo Luna 3 có nhiều điểm khiến bạn khó mà cầm lòng như: sản phẩm chống nước 100%, dù bạn xả trực tiếp dưới vòi nước hay thả bồng bềnh trên mặt nước cũng không sợ hư hỏng. Thời gian bảo hành lâu, lên tới 10 năm. Dùng cả nửa năm chỉ với một lần sạc, tương đương với 600 lần sử dụng. Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, dễ dàng mang theo khi đi du lịch hay công tác. Sở hữu 16 chế độ rung khác nhau, với 4 chế độ rung chống lão hóa dành cho các khu vực, đôi mắt, gò má, khóe cười và hàm. Vì vậy, bạn sẽ cảm nhận được làn da của mình trẻ khỏe hơn từng ngày, hạn chế tình trạng lão hóa da. Với 3 màu tương ứng với 3 loại da, nhờ vậy mà hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. Nhược điểm, để điều chỉnh cường độ rung bạn phải sử dụng app Forceo Fold thay vì phím trên thân máy như các phiên bản cũ và điều này khá là bất tiện. Giá thành khá cao so với mức thu nhập trung bình của người Việt Nam, việc bảo hành tại Việt Nam khá là khó. Hàng giả, hàng nhái được bày bán tràn lan vì độ hot của sản phẩm. 6. Trải nghiệm cá nhân. Nếu đã xài em máy rửa mặt này rồi thì đảm bảo bạn khó lòng mà quay trở lại với cách rửa mặt thông thường được. Máy rửa mặt Luna 3 mang đến cảm giác mềm mại và dịu êm khi sử dụng. Rửa mặt nhanh chóng mà cực kỳ sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng hẳn ra. Vừa rửa mặt mà còn được massage nhẹ nhàng và loại bỏ được cả tế bào chết. Thật là tiện lợi quá đi. Vì thế, mình đã yêu em này từ lần dùng đầu tiên đó. 7. Các câu hỏi thường gặp. Mua hàng chính hãng ở đâu? Bạn có thể mua hàng chính hãng tại link dưới video để tránh hàng giả, hàng nhái nhé. Sản phẩm này dùng cho loại da nào? Máy rửa mặt Forceo Luna 3 có 3 màu dùng cho 3 loại da, trong đó màu hồng phù hợp với da thường, màu tím sử dụng cho da nhạy cảm và màu xanh thích hợp với da hỗn hợp. Tùy vào đặc điểm da của mình bạn hãy chọn máy phù hợp nhé. Giá thành mặc dù khá cao nhưng với chất lượng và hiệu quả mang lại thì rất đáng để em ý về nhà. Bạn chỉ bỏ ra một lần nhưng xài được lâu dài, tính ra thì cũng không nhiều lắm đâu. Nếu được, hãy thử xem sao, mình tin là bạn sẽ không hối hận đâu.